báo động tệ nạn trộm cắp có tổ chức của người Việt tại siêu thị Đức. Liên tục trong 3 ngày vừa qua, nhóm tội phạm người Việt đã tổ chức ăn cắp thuốc lá tại cửa hàng bán buôn Sigros tại Berlin, gây thiệt hại lớn cho hệ thống cửa hàng Đức, đặc biệt đã để lại ấn tượng xấu cho người dân Đức khi họ tiếp nhận những thông tin này. Những đối tượng tổ chức ăn cắp thuốc lá là nhiều thanh niên trẻ đi thành nhóm và có đeo túi hoặc ba lô. Hình thức phạm tội thường nhằm lúc các nhân viên Đức đang bận rộn với công việc và khách hàng của mình. Nhóm người này lén lấy thuốc lá đút vào túi, ba lô và lần ra ngoài. Những vụ trộm này đã xảy ra trong 3 ngày liên tục 15, 19 và 21 tháng 12 năm 2018 vừa qua. Hình ảnh video và các thông tin khác đã được chuyển tới cảnh sát điều tra Đức để tìm kiếm nhóm trộm cắp người Việt tại đây. Trước đó, cũng tại cửa hàng Sigros ở Berlin, cảnh sát đã nhiều lần bắt giữ các đối tượng người Việt cũng chuyên tổ chức giả, làm người mua hàng để ăn cắp thuốc lá với số lượng lớn. Mọi thông tin về những nhóm tội phạm đã và đang hoạt động, các bạn có thể cấp báo cho đơn vị cảnh sát Đức ở gần nhất hoặc gọi điện trực tiếp cho Sigros theo số 030-547810. Những thông tin giúp truy bắt được tội phạm sẽ được giữ kín và có phần thưởng xứng đáng cho sự hỗ trợ của các bạn. Quý vị vừa nghe qua bài của Thu Phương Thời báo.de. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Kính chào quý vị.